Hello, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Alpha S, let's go. Wow, let's go. Ok. Rồi. Rất là đẹp luôn. Ok, let's go. Đủ thôi. Wow, họ đi rất là nhanh luôn. Cái đường này của mình có dài hơn đường kia không? Let's go, dễ hơn này. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Alpha 9, let's go. Cái game này thì hơi lặng một chút, cho nên các bạn khi vào game thì các bạn phải đợi một chút nha. Ok. Thank you.
tiếp tục nào. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. It's Fred Extreme. Let's go. Let's go. One. Let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư. Let's go. Custom Body. Get ready. Lại đi. Nhanh thế. Get ready.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. GT Racing 2. Ok, let's go. Let's go. Nguyên hết cỡ mà quành rất là khó luôn. Ok. Quành đầu rất là nhiều luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Gus Bucking. Rồi, lái thôi. Lái xe này rất là khó bạn nha, các bạn điều chỉnh lại này, không cẩn thận là các bạn sẽ bị đâm ngay. Tiếp tục nào, let's start game. Thank you.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Rex Restructuring 3. Rồi, mình đang đợi load game. Mình sẽ vào lại xem thế nào. Đây là một tựa game đua xe khá là lặng, cho nên là nó lát hơi chậm một chút các bạn nhé. Rồi, chuẩn bị vào rồi. Ok. Let's go. Let's go. Ok, quả này mình sẽ đu cúc. Let's go. Wow wow, tắng lửa. Ok. Vẫn chưa vượt được qua anh này. Rồi, quả lại phải cố thôi. Chẳng có qua được không? Anh ta đang chèn mình. Rồi, rồi. Tiếp tục vào. Let's go.
ở trường này về rất là nhanh. Hai xe trên rất là nhanh luôn, sợ không được kịp. Ok, phải tốc 3 được rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Review rushing. Okay. Rồi, tiếp tục nào. Rồi mình xin dừng clip tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.